xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 17 tháng 10 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ đạt được những bước tiến vượt ngoài mong đợi bản mệnh tìm được nguồn hàng mới, khách hàng cũng theo đó mà vô nườm nượp. Tình cảm, phần trình tình cảm thăng hoa, mối quan hệ tình cảm tiến thêm bước mới, các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần cõi định về ra mắt hai bên gia đình. Khi tình cảm đã chín môi thì khả năng về chung một nhà sẽ là rất lớn. Tài chính, vận trình tài lộc hành thông, các kế hoạch làm ăn, mua bản đều diễn ra thuận lợi và mang lại cho bản mệnh danh thu đáng kể cẩn trọng, tránh chủ quan, lơ là trong quá trình làm việc. Tuổi, giáp tỷ, có những việc không giống như cách ta nhìn nhận. Tuổi, bình tỷ, kế hoạch, chi tiêu, thiếu khoa học. Tuổi, mậu tỷ, không nên tin người, người lạ quá nhiều. Tuổi, canh tỷ, bạn bình thản đối diện với mọi chuyện. Tuổi, nhâm tỷ, đừng giao phó việc cho người khác. Con số may mắn số 99, số 4, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhau phù trợ, tuổi tuốt. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc Vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Những chú trâu gặp được cơ hội tốt để phát huy tối đa năng lực cá nhân và nhận được sự tín nhiệm đặc biệt từ cấp trên. Mặc dù vẫn có thách thức đặt ra, nhưng con giáp này vẫn có thể kiểm soát hết tất cả. Tình cảm Vận trình tình cảm từ sáng, mối quan hệ tình cảm giữa tuổi sủ và nửa kia vẫn đang được dung hòa, yên ấm nhau vĩ nhân nâng đỡ. Cả hai vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chạy cho người bạn đời của mình. Tài chính Vận trình tài lộc không lo, các khoản thu nhập vẫn đang rớt vào tuổi con giáp này đều đều bản mệnh có thể an tâm trong việc trang trải cho cuộc sống. Cẩn trọng, vội vàng nản chỉ, vội vàng từ bỏ khi gặp chút khó khăn. Tuổi ất sửu tính cách thẳng thẳng, dễ gây mất lòng nhiều người. Tuổi tên sửu có ý định trì hoãn công việc khi gặp chút trở ngại. Tuổi kỹ sổ, kiếm tiền giỏi, không chịu thua ai. Tuổi tân sổ, công việc suôn sẻ hơn mong đợi. Tuổi quỷ sổ, không còn suy sụp như trước. Con sổ may mắn số 1, số 21, màu sắc may mắn màu nâu đất, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc. Vận trình công việc của những chú hộ trong ngày hôm nay diễn ra khả quan. Người tuổi này có đủ các cơ hội cũng như sự hỗ trợ từ những người xung quanh để thuận đà tiến thân. Tuy nhiên, đừng vì thế mà vội ngủ quên trên chiến thắng mà không duy trì được sự nỗ lực lâu nay. Tình cảm Văn trình tình cảm kém sắc, tình yêu của con giáp này với người mình yêu chẳng may không nhận được bất cứ sự ủng hộ, đồng tình nào từ người thân, bạn bè. Theo con đường phía trước, đây sẽ còn nhiều trong gai thách thức cho cặp đôi này. Tài chính, phần trình tài lộc vô cùng dồi dào, quý nhân trợ lực giúp cho người tuổi dân không cần phải quá lo lắng tới chuyện tiền bạc. Cẩn trọng, vẫn còn giữ lấy các quan niệm bảo thủ lạc hậu tội giáp dân sĩ diện cao nên không muốn nhờ vả bất kỳ ai tội bỉnh dân tiền bạc còn là vấn đề gây nhiều lo nghĩ tội mậu dân đừng quên học phải đi đôi với hành tội canh dân hy sinh thầm lặng cho gia đình tội nhâm dân hãy đơn giản hóa cuộc sống của chính mình con số may mắn số 4, số 12, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi thân 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão Công việc Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Tuổi mạo đang làm lĩnh vực kinh doanh, buôn bản không ngại khó, không ngại khổ để vươn lên đứng đầu. Còn những người làm công ăn lương thì tương đối hài lòng với những gì đạt được trong hiện tại. Tình cảm Vận trình tình cảm kém nồng nàn, cả con giáp này và nửa kia đều đang bận rộn quá mức với các dự định cá nhân do vậy mà thời gian dành cho gia đình gần như bị hạn chế hoàn toàn. Tài chính vận trình tài lộc rực rỡ, còn dắp này đặc biệt may mắn trong phương diện tài lộc hôm nay nhất là những người làm công việc kinh doanh. Cẩn trọng, tình cảm gia đình dễ bề rạn nứt vì ít đi sự chia sẻ quan tâm. Tuổi ất mão suy nghĩ viễn vông khác xa thực tế. Tuổi đinh mão tiêu xài cần có kế hoạch và tiết kiệm. Tuổi kỷ mão học được cách tĩnh lặng hơn. Tuổi Tân Mão làm việc một mình không tốt. Tuổi Quỷ Mão tâm muốn tốt thì tuệ cần phải sáng. Con số may mắn số 2, số 20, màu sắc may mắn màu cam. Quý nhân phù trợ, tuổi hợi. Năm, tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra không quá dễ dàng, Tử vi ngày hôm nay cho thấy con giáp này có khả năng cao bị người khác gây khó dễ trong khi làm việc. Chỉ cần một chút bất cẩn hay sai sót của bản mệnh cũng tạo điều kiện cho kẻ xấu len lỏi. Tình cảm Vận trình tình cảm cũng chẳng khá hơn. Tình cảm vợ chồng có nguy cơ rạn nứt bất cứ lúc nào vì có người thay lòng đổi dạ. Người độc thân có vận trình tư sản hơn đôi chút. Sự chân thành, cải mở giúp cho người tự thân có được nhiều thiện cảm hơn. Tài chính, phần trình tài lộc bên ổn, cũng may có các tình che trở mà con giáp này có thể giữ được nguồn tích lũy sẵn có. Cẩn trọng, thời tiết không dễ chịu là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật theo mùa. Tuổi ghép thân không nên lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cho người khác. Tuổi bính thân tính cách yếu đuối chỉ tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng. Tuổi mậu thân lo việc của mình là đủ rồi. Tội canh thân, hãy loại bỏ những thứ đang cản trở niềm vui. Tội nhâm thân, đừng cố gắng lấy lòng đồng nghiệp. Con số may mắn số 19, số 3, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi, còn giáp này đón nhận nhiều may mắn với sự giúp đỡ của các tinh. Được đánh giá cao ở khả năng sắp xếp công việc hợp lý nên dù khỏi lượng công việc bận rộn cũng không làm khó được người tuổi này. Tình cảm Vận trình tình cảm viên mãn, tuổi tỵ độc thân dễ dàng tìm được tình yêu của cuộc đời mình vì chân tình bỏ ra. Tuy nhiên, đừng quá bận tâm tới vấn đề vật chất khi yêu nếu muốn duy trì tình cảm được lâu dài. Tài chính, Phần trình ta lọc sáng rõ, bản mệnh đã có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Cẩn trọng, cơ thể mệt mỏi và có chút không khỏe do thời tiết thay đổi thất thường. Tuổi ất tỵ thiếu quyết đoán và mạnh mẽ trong quá trình làm việc. Tuổi đinh tỵ đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không được gục ngã. Tuổi kỷ tỵ một mình không đáng sợ, chỉ sợ nợ một đống. Tuổi tân tỵ độc lập chẳng phải việc dễ dàng nên cẩn thận. Tuổi, quỷ tỵ cuộc sống vốn không thể đoán được trước điều gì. Con sổ may mắn, số 35, số 42, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi sổ. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng, Cục diện tương hại tác động mạnh mẽ lên tâm trạng của con giáp này trong quá trình trò chuyện, làm việc với mọi người xung quanh. Sự nóng nảy, cáo gắt, vô cỡ, vô tình đẩy các mối quan hệ vào chỗ khó xử. Tình cảm Vận trình tình cảm còn khá trơn truyền. Tuổi ngọ và nửa kia vẫn còn tồn tại nhiều hiểu lầm không mong muốn vì hiểu lầm nhỏ. Cả hai cần cố gắng giữ bình tĩnh và ngồi xuống nói chuyện cùng nhau để hóa giải khúc mắt này. Tài chính Phần trình tài lộc đi xuống nếu không sớm có kế hoạch, chi tiêu hợp lý thì e rằng khó cân bằng được nguồn thu nhập. Cẩn trọng, thiếu kiên nhẫn nên bỏ dở những việc giữa chân. Tuổi giáp ngọ nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Tuổi vĩnh ngọ chút giận vô cớ lên những người thân yêu. Tuổi mậu ngọ công việc có chút trục trặc nên cẩn thận. Tuổi canh ngọ tranh cãi biết điểm dừng đúng lúc đạo phí thời gian tuổi nhâm ngọ thi thoảng sẽ có vấn đề xảy ra với tiền bạc con số may mắn số 60, số 20, màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dần 8. tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn mặc dù có những chuyện buồn trên phương diện tình cảm nhưng con giáp này vẫn nhất quyết không để chúng làm ảnh hưởng tới công việc bản mệnh xuất sắc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong sự phân công của cấp trên và sự công nhận của tập thể. Tình cảm, vận trình tình cảm ảm đạm. Mỗi quan hệ tình cảm của các cặp đôi còn tồn tại khá nhiều bất đồng xung đột trong quan điểm sống. Tử vi ngày hôm nay dự báo sẽ có những mâu thuẫn ngày càng dễ đẩy lên đỉnh điểm. Tài chính, Vận trình tài lọc không tệ, người tuổi môi hoàn toàn có thể làm chủ được vấn đề chi tiêu trong ngày nhờ kế hoạch quản lý tài chính thông minh. Cẩn trọng, cảm xúc tiêu cực không được kiểm soát tốt mà ảnh hưởng tới nhiều người. Tuổi ất môi, tình cảm đang phải chịu nhiều buồn phiền. Tuổi tinh môi, làm việc không tập trung dẫn tới sai sót. Tuổi kỹ môi, đừng ép bản thân làm điều gì đó mình không muốn. Tuổi tân môi, ai mượn tiền nên ghi lại cẩn thận tuổi quý môi, đời càng khó khăn thì càng phải bình tĩnh. Con số may mắn số 13, số 11, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. chính Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không quá xôn xẻ. Tử vi ngày hôm nay bảo hiệu con nhấp này có phải gánh chịu những cái giá khá đắt vì những quyết định mù quản của mình. Còn giáp này cần học cách kiểm soát bản thân tốt hơn để hạn chế những rắc rối không mong muốn. Tình cảm Vận trình tình cảm có bước tiến mới. Đào hoa vượng giúp cho mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi có chuyển biến từ sản trọn vẹn hơn. Người độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người bạn mới. Tài chính Vận trình tài lộc xa xúc, người tuổi này dễ có những quyết định thiếu khéo léo làm tiêu tán một khoản tiền không nhỏ. Cẩn trọng, cẩn thận và vùng vẹn trong cách chi tiêu để duy trì cuộc sống ổn định. Tuổi giáp thân, con đường tài lộc chưa thật sự rẽ gõ. Tuổi bính thân, công việc tiến triển tốt đẹp. Tuổi mậu thân, buôn bán đắt hàng, được ơn trên phù hộ. Tuổi canh thân, nên bình tĩnh khi có sự tranh cãi. Tuổi nhâm thân, nên có kế hoạch trong việc ăn uống tập luyện khoa học. Con số may mắn số 2, số 10, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông thuận lợi. Tài ăn nổi khéo léo của con giáp này có khả năng thuyết phục mọi người xung quanh nghe theo quan điểm của mình. Sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho những người đang đứng ở vị trí lãnh đạo và dẫn dắt. Tình cảm Vận trình tình cảm kém sắc Chính sự cứng nhắc, cố chấp của con giáp này đang tạo ra khá nhiều vấn đề cho cuộc sống hôn nhân. Đời sống vợ chồng không còn dễ chịu, ấm êm như trước khi có một người không có ý muốn chung hòa tình yêu này. Tài chính, vận trình tài lộc vượng vận, con giáp này hoàn toàn có thể củng cố tốt nguồn thu nhập trong ngày. Cẩn trọng, cãi vã, tranh chấp diễn ra đã và đang phá vỡ các mối quan hệ xã hội. Tuổi, ất dậu, suy nghĩ thiếu chính chắn và chu đảo Tội tinh dầu kiếm được nhiều tiền hơn bằng chính công sức của mình. Tội kỹ dầu tránh dựa dậm quá mức vào sự giúp đỡ của những người xung quanh. Tội tân dầu muốn quả qua trai đó nhưng không thể. Tội quỷ dầu nên cẩn thận với cái miệng của mình. Con số may mắn số 3, số 18, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi sửu. 11 tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi dự báo người tuổi này đang phải chịu khá nhiều ảnh hưởng xấu do họa tiểu nhân đeo bám tính cách hiếu thẳng không được sửa chữa kịp thời sẽ còn gây ra khá nhiều rắc rối cho chính bản mệnh tình cảm vận trình tình cảm tồn động mâu thuẫn các cuộc tranh cãi diễn ra một cách gay gắt đã phần nào xuất phát từ tính cách ngang bướng của người tuổi tuất con người độc thân đã quá vội trong việc biểu lộ cảm xúc trong lòng nên dễ khiến đối phương hoảng sợ. Tài chính, vận trình tài lộc trở lại, còn giáp này nên học cách tiết kiệm để có khoản ra khoản vào trong lúc cấp bách. Cẩn trọng, đề phòng có hiểu lầm và tranh chấp xảy ra. Tuổi giáp tuất, bạn không đủ quan trọng với ai đó. Tuổi bính tuất, không biết trân trọng những gì mình đang có. Tuổi mậu tuất, hạnh phúc là sáng, có việc để đi làm, chiều có nơi để về. Tuổi canh tuất, phấn đấu không ngừng mà không thấy dư tiền. Tuổi nhâm tuất, có nhiều rắc rối xảy ra trong mối quan hệ xã giao. Con số may mắn số 3, số 5, màu sắc may mắn màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ, Tuy nhiên, ngày hôm nay nhắc nhở người tuổi hợi cần phải thật thận trọng hơn trong mọi quyết định của mình. Thái độ không đủ tích cực đối với công việc đang làm cũng khiến cho mọi người xung quanh đánh giá thấp năng lực của bạn. Tình cảm Vận trình tình cảm có chuyển biến cả quan, người độc thân có cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình có tình cảm. Đời sống hôn nhân cũng tràn đầy tình yêu và sự san sẻ dưới nỗ lực phùng đắp của hai người. Tài chính, vận trên ta lọc hành thông bản mệnh chẳng phải lo tới chuyện tiền bạc chi tiêu vì đã có một khoản thu bất ngờ an ủi cẩn trọng chưa biết cách sắp xếp thời gian hợp lý tội ất hại tránh ôm đồn mọi việc vào mình tội tình hại bớt đi nhiều phần vất vả so với trước đó tội kỹ ngại tinh thần lạc quan đi làm rất phấn khởi tội tân hại không nên lúc nào cũng chỉ biết trách móc người khác tôi quý ngài. Xử lý mọi việc với cái đầu lạnh hơn. Con số may mắn số 3, số 7, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão,